sẽ nói về đề tài chiến lược thương lượng cho những doanh nghiệp nhỏ mà muốn thuê mướn mặt bằng thương mại vì mục đích thương mại, sẽ được trình bày bởi luật sư Jake và cô Christine. Do have a question? Oh, never mind. We can go ahead and start. Chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc hội thảo ngày hôm nay với người trình bày là ông luật sư Jake của công ty luật Orient Fox. Yes. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay với chúng tôi. Và đề tài sẽ nói về là thuê mặt bằng thương mại dành cho doanh nghiệp nhỏ. Sau đó, tôi sẽ có người đồng nghiệp tên là cô luật sư Christine Chong, cô sẽ đồng thuyết trình với tôi vào ngày hôm nay. Chúng tôi đều làm luật sư của công ty Iron Fox ở San Francisco. Buổi hội thảo này sẽ là cuộc hợp tác giữa của Ủy ban về Dân quyền của Hội Luật sư San Francisco hợp tác với thành phố Oakland để mang đến buổi hội thảo online ngày hôm nay cho quý vị. Và chúng tôi sẽ thảo luận chuyên về thành phố Oakland, nhưng chúng tôi sẽ nói thêm về thành phố San Francisco và thành phố San Jose. Nếu quý vị có câu hỏi gì thì vui lòng đánh vào hộp cái hộp box question Q&A ở trên màn hình của mình hoặc là ở trên phone của mình. Nhưng mà nếu như chúng ta không có những người tham dự ngày hôm nay là có trụ sở doanh nghiệp của mình ở thành phố Oakland, San Francisco hay San Jose thì quý vị, thì chúng tôi sẽ không nói đến cái phần đó. And before we get started, trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn thông báo quý vị là tôi muốn tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Hiện tại bây giờ là chúng tôi không tư vấn gì về pháp lý, chúng tôi chỉ làm buổi hội thảo này chỉ vì cung cấp thông tin, kiến thức tìm hiểu thêm cho quý vị. Nhưng chúng tôi có thể tự tư vấn riêng với quý vị về hợp đồng thuê mặt bằng của mình khi mà quý vị đăng ký với hội luật sư của San Francisco về ủy ban về nhân quyền, thì chúng tôi có thể làm hẹn với quý vị riêng. Và điều đó sẽ gồm có tư vấn tham vấn một tiếng đồng hồ miễn phí về pháp lý. Sau đây là chương trình nghị sự của hôm nay, của tối nay. Bước đầu tiên là chúng tôi sẽ nói đến các bước trước khi thương lượng với chủ mặt bằng. Và sau đó cô Christine sẽ nói về mục 2 là các quyền bảo vệ tùy thuộc theo từng thành phố, Oakland, San Francisco hay San Jose. Here on the call. And we will số 3 là những bí quyết và những cách hướng dẫn để thương lượng để quý vị thương lượng với chủ mặt bằng của mình. Đây là những bước đầu tiên. All right, so in starting this process before you start negotiating with your landlord, first thing you want trước khi quý vị sẽ thương lượng với chủ mặt bằng của mình thì quý vị đừng có quên hoặc là thiếu sót những cái bản hợp đồng, những phần phụ lục và đính kèm vô bản hợp đồng của mình. Phải có một cái bản hợp đồng đầy đủ. Nếu như một vài quý vị không có bản hợp đồng được in ra từ chủ mặt bằng của mình, thì quý vị nên lấy một buổi hẹn để được tham vấn về pháp lý với chúng tôi riêng để chúng tôi có thể giúp quý vị thảo một bản hợp đồng bằng in ra bằng giấy, chứ quý vị không có bản hợp đồng bằng giấy thì rất là phức tạp cho mình.
associated with it. If you have sublet your lease. Nếu như quý vị đã cho người khác thuê lại thì quý vị phải xem lại bản hợp đồng thuê gốc và chính thức thay vì là xem cái bản hợp đồng thuê lại từ một người khác của một bên khác. Nếu như quý vị thuê mặt bằng theo thời gian nhiều điều khoản, theo nhiều điều khoản có nhiều đề thời hạn, thì quý vị phải xem xét hợp đồng thuê ban đầu và tất cả các tài liệu khi mà nói đến cái phần mà kéo dài cái khoảng thời hạn mà mình thuê mướn. So that you have the full universe of relevant documents. Next slide. Quý vị hãy lưu ý đến khu vực chung và các chi phí chung khác nữa trên những cái bản hợp đồng mà thuê lại. Thường thì quý vị cần phải có một luật sư xem lại, kiểm tra lại cái bản hợp đồng chính thức của mình là như thế nào. Nhưng mà chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị lưu ý ba điều quan trọng nhất trên bản hợp đồng của mình. Là phần đầu tiên là quý vị phải lưu ý đến những cái khoản phí được tính thêm tiền vào cái khu vực xài chung với lại những người thuê mặt bằng khác, gọi là CAM, ghi chú lại về những cái điều khoản về cái khoản chi phí chung hoặc chi phí phát sinh khác. Hãy tìm những cái văn bản hoặc là thuật ngữ về hủy bỏ, abatement, hủy bỏ, hoặc là miễn giảm tiền thuê mặt bằng của mình. Hoặc là quý vị đang nằm trong cái trường hợp mà mình không thể đi vào mặt bằng của mình, thì mình sẽ có thể xem những cái điều khoản nào có lợi cho mình. Ví dụ như trong trường hợp quyền hủy bỏ và các quyền khác của quý vị, nếu chủ mặt bằng cắt dịch vụ tiện ích, vệ sinh, lao công, v.v. Hoặc là trong trường hợp quý vị không thể vào tòa nhà hoặc sử dụng cái tòa nhà đó hoặc là cái mặt bằng của mình được. Và một cái thuật ngữ kế tiếp gọi là luật bất khả kháng là các điều khoản không buộc quý vị, người thuê mặt bằng tiếp tục trả tiền thuê trong những cái trường hợp mà có thiên tai xảy ra. Thiên tai, động đất, vân vân, các thứ mà không ai có thể đoán trước được. Và sau đó là các quy định, các điều khoản đảm bảo quyền lợi cho người thuê được ra vào và vẫn tiếp tục sử dụng mặt bằng. Next slide. Also keep an eye out for quý vị cũng cần xem những cái điều khoản về tịch thu hoặc là về tai họa. Thường là trong California và vào thành phố, cụ thể là thành phố San Francisco. Ví dụ như là có động đất xảy ra, thường thì là ở San Francisco. In your lease, it's the provision is drafted to cover. Nếu như cái điều khoản này đã được soạn thảo trong bản hợp đồng thuê mặt bằng của quý vị, thì quý vị cần phải có được soạn thảo để bao gồm những việc phát sinh từ chính phủ hoặc là từ thiên tai mà ngăn cản quý vị không được ra vào hoặc sử dụng mặt bằng đó. Nếu như quý vị thuê các tòa nhà hoặc các mặt bằng thương mại, chẳng hạn như là khu ăn uống, food court hoặc là trung tâm mua sắm, shopping mall, có thể các điều khoản cho thuê yêu cầu chủ mặt bằng phải duy trì lượng người thuê nhất định hoặc lượng người ra vào trong cửa hàng. Một điều quý vị cần nên lưu ý nữa là phần chủ mặt bằng không mở những cái dịch vụ tiện ích thì quý vị có thể sử dụng cái quyền lợi của mình theo pháp luật cho người thuê. Also look for the words
hãy giữ, hãy luôn luôn để ý đến những cái thuật ngữ về quyền hưởng thụ yên tĩnh hoặc là tiền cọc. Nó gọi là quiet enjoyment bằng tiếng Anh. Thuật ngữ này có nghĩa là mỗi khi mà quý vị thuê một mặt bằng, quý vị được quyền hưởng thụ sự yên tĩnh và hoạt động những cái duy trì những hoạt động kinh doanh của mình trong sự yên tĩnh. Nếu như quý vị đã trả tiền security deposit hoặc là tiền đặt cọc trước, phải xem thử coi điều khoản đó có nói gì đến nếu quý vị rút ra trước hoặc nếu quý vị cần phải đóng thêm và vào thời điểm nào. Quý vị có thể thương lượng với lại chủ mặt bằng là mình dùng cái tiền security deposit, tiền đặt cọc này để có thể áp dụng vào những cái tiền thuê hàng tháng mà mình đã bị đã vẫn còn nợ trong mùa dịch này, trong mùa đại dịch này. Còn có những lý do ngoài bản hợp đồng thuê mặt bằng này, chẳng hạn như sự kiện xảy ra bất ngờ, làm đổi luật không thể thực hiện được các điều khoản trên hợp đồng và không thể sử dụng hoặc sở hữu được cái mặt bằng này. Và những cái điều khoản không thể thực hiện được hợp đồng do mục đích của hợp đồng không còn tồn tại về mặt bằng nữa. Sau khi quý vị đã kiểm tra lại bản hợp đồng của mình thì quý vị nên cố gắng giữ liên lạc thường xuyên với chủ mặt bằng của mình và tạo một cái không khí hòa bình, nhưng đừng có tạo một cái không khí khó chịu gay gắt giữa hai người, và tiếp tục đáp ứng những yêu cầu tối thiểu theo các lệnh cấm trục xuất tại địa phương hoặc tại thành phố đó. Ngay cả khi chủ mặt bằng của quý vị không trả lời những lần quý vị gọi hoặc là những lần quý vị nhắn tin hoặc là email. Eviction moratorium by communicating to the landlord that you are experiencing financial hardship. Và quý vị nên lưu ý là mình cũng phải nhắc nhở người chủ mặt bằng của mình là mình đang gặp khó khăn về mùa đại dịch có làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình tại mặt bằng này, và quý vị luôn muốn thương lượng và nói chuyện thảo luận với lại chủ đất, chủ thuê mặt bằng. Và song song đó, quý vị nhớ là phải tạo và giữ các bản sao của tất cả các văn bản, thư từ, văn thư. Ví dụ như là những văn bản từ người chủ đất gửi đến hoặc là chủ thuê mặt bằng đó cho gửi cho quý vị. Quý vị phải giữ hết. Quý vị giữ những hồ sơ tập tin trên máy vi tính của mình về những cái email đó có liên quan, về những tin nhắn trên điện thoại có liên quan, mình nên lưu lại, đừng xóa. Và những cái giấy thông báo quý vị nhận được từ chủ mặt bằng hoặc là chủ đất, quý vị có thể in ra và lưu giữ lại một cái hồ sơ của riêng mình. Hoặc là những cái voicemail, những lời nhắn trong hộp thư thoại qua điện thoại của quý vị cũng nên lưu lại chứ đừng xóa đi, vì tất cả những điều đó sẽ là chi tiết giúp cho mình nếu có chuyện gì xảy ra về về vụ kiện pháp lý. Trước khi tôi qua phần kế tiếp thì tôi muốn xin hỏi quý vị có câu hỏi gì không ạ? Nếu quý vị có câu hỏi gì xin đánh vào phần Q&A trên màn hình của mình. No. Quý vị có có trụ sở ở thành phố San Jose hay ở San Francisco không ạ? Nếu quý vị tham dự cuộc hội thảo này mà từ thành phố San Jose hoặc San Francisco, xin đánh vào phần chat box cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể đề cập đến những cái luật lệ liên bang tới địa phương và thành phố đó. Tôi là Christine và tôi sẽ bắt đầu nói về những cái điều luật liên quan tới thành phố Oakland.
thành phố Auckland về cái luật cấm trục xuất. Sẽ được liên kết với sắc lệnh của tiểu bang của thống đốc Newsom và mọi thời hạn được kéo dài theo lệnh đó. Luật bảo vệ sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, sẽ áp dụng cho những công ty, tập đoàn, cơ sở, doanh nghiệp nhỏ có 100 nhân viên trở xuống và các tổ chức phi lợi nhuận khác. Các doanh nghiệp hội đủ điều kiện không thể bị trục xuất khỏi mặt bằng vì không trả tiền thuê và bị giảm mức thu nhập đáng kể do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. This protection gives you a defense. Đây là một lời cung cấp, là có thể là một lời biện hộ, là biện pháp bảo vệ cho quý vị không bị chủ mặt bằng trục xuất khỏi mặt bằng vì không trả tiền thuê do ảnh hưởng đại dịch. Những điều khoản thuê chưa trả từ đây cho đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2021 thì quý vị sẽ phải trả đủ vào ngày 1 tháng 4 năm 2021 tùy theo thỏa thuận với chủ mặt bằng của quý vị. Nói thêm một chút xíu nữa là luật này bảo vệ cho quý vị khi mà quý vị chưa trả hết cái số tiền thuê còn nợ trong thời hạn khẩn cấp, có thể được kéo dài đến sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp của tiểu bang thông báo. That was it for Auckland. Do we have any questions? Đó là những chi tiết về thành phố Auckland và luật lệ ở thành phố Auckland. Nếu quý vị có câu hỏi gì, xin đặt câu hỏi trên phần Q&A ạ. There is one question. Okay. Tôi có một câu hỏi. It says, can I break the lease early? Tôi có thể hủy hợp đồng sớm được không ạ? Đó là câu hỏi. Câu hỏi đó rất là hay. Yeah, I can take this one. Tôi là Jake, tôi sẽ trả lời câu hỏi này. This is going to be a really specific question. Câu hỏi này rất là cụ thể và sẽ tùy thuộc vào cái bản hợp đồng thuê mặt bằng của quý vị là như thế nào. Nếu quý vị muốn được có câu hỏi, nhận được câu hỏi chính xác nhất thì quý vị vui lòng đăng ký để được tham vấn với luật sư trực tiếp. Điều đó có thể, mình có thể ngưng cái bản hợp đồng sớm tùy thuộc theo người chủ mặt bằng. Có thể họ sẽ chịu hủy hợp đồng sớm mặc dù trên bản hợp đồng có ghi là đến cái thời hạn nào đó sau này. Và họ đồng ý với một điều kiện là họ vẫn giữ luôn cái tiền cọc mà quý vị đã đóng. Và cũng tùy thuộc vào quý vị đã có trả tiền thuê mặt bằng đầy đủ hay không, hay là vẫn còn nợ lại cái phần nào của tháng nào đó. Nhưng tôi khuyến khích quý vị đăng ký buổi tham vấn trực tiếp với một luật sư để có thể đề cập đến những vấn đề cụ thể hơn. Ok, kế tiếp là tôi sẽ nói về thành phố San Francisco. Luật bảo vệ sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020. Tiền thuê mặt bằng phải trả đã trả trễ từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 30 tháng 11 dành cho các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng. Quý vị có tổng doanh thu hoặc dưới 25 triệu đô la sẽ hội đủ điều kiện và đã đăng ký kinh doanh hoặc kinh doanh tại thành phố San Francisco. Đó là những điều kiện. Điều này sẽ áp dụng cho bên công ty, tổ chức, doanh nghiệp nhỏ có đủ điều kiện mà đã thuê mặt bằng mà có hội đủ điều kiện. Tiền thuê bao gồm tiền thuê hàng tháng, tiền thuê bổ sung hoặc tiền đặt cọc.
và những cái phí trả trễ và tiền lãi. So if you are claiming protection, nếu như quý vị đang xin được bảo vệ theo lệnh cấm trục xuất này, thì quý vị phải cung cấp những thông tin liên lạc bằng văn bản với chủ mặt bằng hoặc chủ đất. Quý vị không cần phải nộp báo cáo tài chính hoặc một lá thư từ kế toán riêng của mình. Nhưng quý vị có thể kéo dài thời gian ân hạn thêm 30 ngày. Thảo luận về các điều khoản, quý vị nên thảo luận những cái điều khoản thanh toán với chủ mặt bằng của mình mỗi tháng. Và quý vị nên nhớ mỗi tháng mình đều phải thương lượng với chủ mặt bằng của mình, thì quý vị mới hội đủ điều kiện để tham gia cái chương được, mới hội đủ điều kiện để được bảo vệ bởi cái luật này. Quý vị không phải trả bất kỳ khoản tiền thuê nào trong thời gian tạm hoãn, nhưng khuyến khích quý vị nên trả trong khả năng của mình, theo khả năng của mình hàng tháng. Nhưng chủ mặt bằng có thể đồng ý với thời hạn kéo dài thêm, nhưng họ cũng có thể là từ chối. Đó là do quyền của họ. Luật này sẽ không bao gồm tiền quỹ hỗ trợ quý vị nhận được để trả thuê mặt bằng. Có thể là bị cấm chủ mặt bằng sửa đổi các hợp đồng thuê hiện có sau ngày 17 tháng 3. Chủ mặt bằng không thể trục xuất đuổi quý vị ra khỏi mặt bằng mà chưa có gửi giấy thông báo cho quý vị và họ chưa có cho quý vị cơ hội để trả lại số tiền thuê còn thiếu và ít nhất là trong 30 ngày. More on the protection. Your landlord cannot evict you. Chủ mặt bằng không thể đuổi quý vị vì lý do quý vị còn thiếu tiền trong lúc quý vị đang giải quyết các vấn đề với họ, cùng bàn thảo với chủ mặt bằng để đưa ra kế hoạch thanh toán. If you still have not paid all outstanding rent after the agreed upon repayment plan or after this moratorium. Nếu quý vị vẫn chưa thanh toán hết số tiền thuê nợ, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận hoặc sau khi hết thời hạn cấm trục xuất, thì chủ mặt bằng có thể đuổi quý vị vì quý vị không trả tiền thuê. Okay, so next steps for San Francisco. Các bước tiếp theo cho thành phố San Francisco là gì? Giai đoạn mở cửa hoạt động cho tất cả các doanh nghiệp sẽ bắt đầu vào tháng, đã bắt đầu vào tháng 10. Và chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị là SBA đã mở lại chương trình vay tiền Economic Injury Disaster Loan, nghĩa là số tiền vay vì thiên tai làm tổn hại đến kinh tế doanh nghiệp. Quý vị có thể mượn đến 2 triệu đô cho mỗi hồ sơ vay, xin nộp đơn tại đường link này đã có trên màn hình. Quý vị có câu hỏi gì về luật lệ ở thành phố San Francisco không ạ? No questions right now. Không có câu hỏi gì ạ. Rồi, vậy chúng tôi bắt đầu tiếp. Chúng tôi sẽ bắt đầu nói đến luật của thành phố San Jose. Cũng tương tự như thành phố San Francisco, thì luật bảo vệ sẽ có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020. Lệnh cấm trục xuất ở San Jose sẽ bảo vệ những công ty tập đoàn cơ sở thuê mặt bằng không bị trục xuất vì không trả tiền thuê từ đây cho đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020. Những công ty tập đoàn cơ sở thuê mặt bằng có 6 tháng thời hạn tạm hoãn kết thúc để hoàn trả lại 50% số tiền thuê còn nợ từ đây cho đến hết ngày 31 tháng 5 của năm 2021.
Cái phần 50% còn lại, cái số tiền 50% còn lại mà quý vị còn đang nợ chủ mặt bằng thì phải trả trong vòng 6 tháng tiếp theo, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 11 của năm 2021. Ở San Jose, chủ mặt bằng không thể tính quý vị phí trả trễ nếu quý vị trả tiền thuê còn nợ vào đúng hạn. Và chủ mặt bằng không thể yêu cầu quý vị miễn giảm các quyền lợi của mình dưới lệnh cấm trục xuất này. Quý vị nên lưu ý điều đó. Thì nói đến cái quy trình, một cái quá trình để ghi nhận lại tất cả các chi tiết. Người chủ mặt bằng phải cung cấp cho quý vị giấy thông báo nêu rõ lý do trục xuất, trong đó phải bao gồm thông báo về quyền lợi của người thuê, khi tống đạt giấy thông báo chấm dứt hợp đồng, và cung cấp các nguồn lực để cho các chương trình hỗ trợ tiền thuê mặt bằng. So San Jose has ở San Jose có một số luật bổ sung và những điều quý vị cần phải lưu ý thêm. Chủ mặt bằng ở San Jose phải tuân thủ theo lệnh cấm trục xuất. Họ có thể bị phạt tiền và phạt về mức dân sự cho bồi thường thiệt hại và đòi đền bù theo lệnh nếu mà họ trả đủ lại hoặc từ chối các quyền lợi và luật bảo vệ của quý vị dưới sắc lệnh là một doanh nghiệp nhỏ đang thuê mặt bằng. Đó là cái phần kết thúc về cái luật của địa phương thành phố San Jose. Kế tiếp chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cho quý vị bí quyết thương lượng với chủ mặt bằng của quý vị. Yes, no question. Okay, sounds good. Okay, then we'll keep moving along. Next is negotiating with your landlord. So now that you're sitting down with your landlord and negotiating. Thì hiện tại bây giờ là coi như là mình đang nói đến cái giai đoạn mà quý vị đang ngồi xuống thảo luận với chủ mặt bằng của mình. Mặc dù quý vị cảm thấy ái ngại mà không đúng như vậy, nhưng quý vị đang có rất nhiều ưu thế trong cái tình trạng hiện tại. Bước đầu tiên thì mời chủ mặt bằng thương lượng với quý vị. Và quý vị đang có một lợi thế là vì chủ mặt bằng muốn quý vị phải trả tiền. Thành ra là họ sẽ sẵn sàng nhượng bộ để thảo luận với quý vị. Và họ sẽ rất vui khi họ được thảo luận với quý vị. Là đó là một lợi thế, một thế cho quý vị hiện tại bây giờ. Và nếu như mà quý vị quyết định là kết thúc hợp đồng và dọn đi thì chủ mặt bằng sẽ mất một khoảng thời gian dài để tìm được một người thuê khác để có một cái thu nhập trong cái tháng đó hoặc là nhiều tháng kế tiếp. Và vì lý do là nếu như mà quý vị dọn đi thì họ phải nâng cấp cái tòa nhà hoặc là cái mặt bằng đó thì họ phải xin phép với thành phố và sẽ mất thêm thời gian và tiền bạc chi phí của họ để cập nhật, để trùng tu lại cái mặt bằng của họ để cho người khác mướn. Thành ra cái tình trạng cái trường hợp mà quý vị vẫn tiếp tục ở lại và tiếp tục thương lượng với họ để có thể trả được một số tiền nào đó bao nhiêu hay bấy nhiêu. Và trong vài tháng tới thì những chủ mặt bằng sẽ phải chịu một sẽ nhận thấy một cái lượng người đi thuê mặt bằng rất là ít.
và sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều chủ mặt bằng khác vì mùa dịch và tình trạng ngày hôm nay. Chúng tôi muốn nhắc nhở là quý vị tránh đặt mình vào vị trí khó khăn. Và tránh thương lượng lại nhiều lần. Và khi mà quý vị thương lượng, đừng nên hứa quá nhiều mà không thể đáp ứng được những cái lời hứa đó của mình với người chủ đất hoặc là chủ mặt bằng. At the same time, song song đó, quý vị cũng đừng ngại khi muốn yêu cầu những điều khoản có lợi nhất cho mình vào thời điểm này. Quý vị có thể tạm hoãn qua thời hạn của lệnh cấm trục xuất hoặc xin giảm tiền thuê hoặc là thời hạn trả tiền lại, trả những cái tiền thuê còn nợ cần phải được kéo dài hơn. Một số điều quý vị có thể hỏi thêm là có thể chuyển số tiền thuê còn nợ thành khoản vay phải trả trong thời hạn cố định hoặc dùng tiền cọc đã đặt cọc trả trước để trả tiền thuê còn nợ hoặc là yêu cầu hoãn lại để có thời gian trả tiền nợ. You could consider crediting the deposit towards back rent and delayed repayment to repay. And you could consider forgiveness of back rent owed, possibly with a promise to pay. Hoặc là quý vị có thể thương lượng là xóa cái khoản tiền thuê còn nợ và có thể kèm theo lời hứa là sẽ trả tất cả các khoản tiền thuê trong tương lai và không thiếu khoản nào. Nếu thời hạn thuê của quý vị sắp kết thúc, quý vị có thể thương lượng để gia hạn lại hợp đồng thuê, đổi lại thì xin chủ đất giảm tiền thuê hoặc xóa khoản tiền thuê còn nợ đó. Hoặc quý vị có thể hỏi xem chủ mặt bằng hoặc chủ đất có đang nhận bất kỳ khoản hỗ trợ thế chấp nào không, hoặc có biết gì về điều đó không, và mình có thể cung cấp thêm thông tin đó cho họ. Thêm nữa là quý vị có thể dùng khoản tiền còn nợ theo tỷ lệ phần trăm doanh thu hàng tháng so với số tiền cố định mà mình phải trả hàng tháng. Thì quý vị có thể xin chuyển đổi số tiền thuê cơ bản thành tiền thuê theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu của mình. Khi mà thương lượng thì có thể là sẽ có nhiều ý kiến trái chiều và nhiều cái sự bất đồng ý kiến. Thì quý vị nên nhớ là đừng đặt mình vào vị trí làm tổn hại về tinh thần của mình. Và khi đó, nếu chủ mặt bằng đe dọa hoặc sỉ nhục quý vị, quý vị nên chỉ liên lạc với họ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của lệnh cấm trục xuất. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thì mở cửa hoạt động lại các doanh nghiệp trên toàn vùng Bay đã xảy ra rồi. Và khả năng tồn tại của luật bảo vệ này vẫn còn được xem xét. Quý vị cũng đừng nên phụ thuộc hoặc trông chờ vào các gói cứu trợ của liên bang và cứu trợ về kinh tế trong cái mùa bầu cử của tháng 11 này. Và hiện tại bây giờ chúng tôi đã không nhận được những cái cập nhật, những cái thông tin mới gì về gói cứu trợ của liên bang. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những thay đổi gì đó về cái gói cứu trợ hoặc là những cái sắc lệnh của thống đốc Newsom về luật cấm trục xuất tại thành phố Oakland, San Francisco và San Jose chắc có lẽ sẽ kéo dài thêm nữa. Hiện tại bây giờ thì phán quyết của tòa án có bất lợi về những phạm vi của bảo hiểm sẽ chi trả cho mình trong tình trạng mình bị gián đoạn các hoạt động kinh doanh, mặc dù sẽ phải phụ thuộc vào định nghĩa của từng chính sách bảo hiểm mà quý vị đã mua.
về bảo hiểm nó có chịu chấp nhận cái định nghĩa về những tình trạng bị gián đoạn các hoạt động kinh doanh, những tình trạng nào có đủ điều kiện. Chúng tôi muốn khuyến khích quý vị tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu về các nguồn tài trợ trong cộng đồng của mình hiện tại và theo dõi các nguồn lực mới có trong cộng đồng hoặc trong quận hạt thành phố của mình. Và các chương trình hiện nay, các chương trình trước đó đã ngưng vì thiếu kinh phí, vì bây giờ họ đã nhận thêm được kinh phí và có thể đã hoạt động lại. Quý vị nên lưu ý những cái chương trình đó của thành phố của mình hoặc của thành phố, của quận hạt và của tiểu bang. Sau đây là những nguồn lực về pháp lý miễn phí cho quý vị. Quý vị có thể nhận thêm hỗ trợ từ Ủy ban Dân quyền của luật sư vùng San Francisco Bay, đó là chúng tôi. Và quý vị có thể nhìn trên màn hình với cái website để đăng trên màn hình này. Và điều kế tiếp là quý vị có thể đăng ký vào chương trình Entrepreneur Program, dịch vụ pháp lý dành cho doanh nhân của ủy ban của chúng tôi, để được tư vấn từ xa trong một giờ về những cái hỗ trợ về thương lượng dài hạn, về thuê mặt bằng của quý vị, hoặc quý vị có thể liên lạc với bên doanh nghiệp, hỗ trợ về doanh nghiệp ở tại thành phố Oakland và các doanh nghiệp có một trụ sở ngoài thành phố Oakland. Riêng thành phố Oakland, quý vị có thể vào trang web oaklandca.gov/topic/covid-19, nhắc vào nguồn lực dành cho doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19. Thành phố San Francisco có nguồn lực ở website oewd.org. Ở San Jose thì có sanjoseeconomy.com. Quý vị có câu hỏi thắc mắc gì không? I'm gonna go ahead and unmute the person that had their hand to allow to talk. Có một quý vị đã muốn đặt câu hỏi. Did you still have a question? Maybe not. Xin quý vị đặt câu hỏi vào cái màn hình chat ạ. Hoặc là unmute, mở micro của mình lên để nói ạ. For some reason I'm not able to unmute. So if you can type your question in the chat. Nếu chị Ngọc My không thể bật cái micro của mình thì chị vui lòng đánh máy vào trên màn hình câu hỏi của mình được không ạ? Okay, we'll wait for a few couple minutes for more questions. Chúng tôi sẽ đợi thêm một phút chốc nữa để xem chị Ngọc My có thể mở micro của mình được không? Và quý vị nào ở trong đây có câu hỏi gì thì vui lòng mở lên màn hình chat và Q&A để đánh vào câu hỏi của mình ạ. All right, Anna, I don't see anything in the chat box, so just in the interest of time, go ahead and just thank everyone for joining us tonight. Again, tôi không thấy câu hỏi nào khác thì tôi xin kết thúc buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã bỏ ra thời gian để tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Và nếu như quý vị có câu hỏi cụ thể chi tiết hơn thì quý vị vui lòng vào website của chúng tôi, của
trên website lccrsf.org để có thể lấy hàng, được tham vấn trực tiếp với luật sư, 1 giờ đồng hồ miễn phí. Dạ, xin cảm ơn và chúc buổi tối an lành.